chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp, một căn nhà ngang to, ngang 5, sâu vào 15m, tọa lạc tại trục đường chính Hà Huy Giáp, ngay ngã tư ga quận 12 nha quý vị. Cách trục đường Nguyễn Oanh Gò Vấp khoảng tầm 500-600m thôi. Một căn nhà phố xây theo phong cách hiện đại, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Tặng full nội thất lên tới 400 triệu đồng và được ốp nhựa phía dưới đáy ban công. Hướng nhà sẽ là hướng Tây Nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Nằm trong khu đồng bộ lên tới 100 căn. Khu nhà giàu đồng bộ cực kỳ đẹp, cực kỳ cao cấp. Đấy, căn nhà phố quá đẹp, quá sang luôn nha anh chị. Giá tiền chỉ có hơn 6 tỷ đồng thôi. Đường trước nhà rộng 10m, có vỉa hè, đèn đường, cây xanh, điện âm. Khu đồng bộ quá là đẹp luôn. Xe hơi đậu trước cửa nhà vô tư nha. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn siêu phẩm nhà ngang 5m, sâu vào 15, xây dựng hết đất, được đúc ban công ra 1m2, có chạy đèn led và ốp nhựa phía dưới ban công. Bên dưới cổng thì sẽ được ốp đá hoa cương, một lớp cổng sắt CNC kèm với một bộ cửa nhôm Sinfa nha. Gara ô tô thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80 và tường thì sẽ được ốp nhựa PVC và dán giấy dán tường, có kệ tivi, tủ giày dép. Bên trong thì có bàn ăn, trên thì có sofa. Một căn nhà ngang 5 dài 15m rất là hiếm trên thị trường bất động sản Gò Vấp và quận 12. Giá giao bán chỉ có 6 tỷ 800 triệu đồng thôi và chúng ta vẫn còn thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà nhá. Nhà sổ hồng hoàn công đầy đủ hết rồi, vay ngân hàng thoải mái. Căn này chắc cũng phải vay cầm cố được khoảng tầm 4 tỷ nha anh chị. Đấy, vay được tầm 70%. Nhà thì có thể đậu được 2 em ô tô. Đối diện bên này chúng ta có một bộ tủ rượu chạy led phía bên trong, gỗ An Cường. Và trong này thì được ốp gạch 80 gạch màu trắng nha. Tặng lại bàn ăn và tường ốp gạch cao đụng trần, trên có đèn chùm, đèn led thạch cao, cũng như là bộ tủ bếp gỗ An Cường. Ở đây thì sẽ được ốp đá trắng chạy đèn led, trụ và tay vịn là gỗ đỏ kính cường lực dày 10 ly, đóng zích rắc và đúc rộng tầm 90. Một căn siêu phẩm nhà đẹp số hồng riêng vừa mới trình làng anh chị. Giá bán chỉ có 6 tỷ 8 thôi. Ngang 5 dài 15m, quá là rẻ. Nằm ngay khu vực khu nhà lầu 100 căn, ngay ngã tư ga quận 12, ngay chân cầu vượt ngã tư ga luôn nha anh chị. Đấy, khu nhà quá đẹp, quá đẳng cấp xịn sò luôn nha quý vị. Anh chị cô chú nào quan tâm đến em nhà đẹp này, hãy gọi trực tiếp về tới nhà đất Ba Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta cùng em di chuyển lên không gian tầng lửng nha. Trang trí quá đẹp, quá sang luôn. Giá chỉ có 6 tỷ 8 nha. Ở đây thì có một cái cây phát tài núi này, có cửa kính để chúng ta làm phòng máy lạnh, tặng lại sofa, kệ tivi, ốp sàn gạch 80, có cửa sổ sau và đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Có 6 tỷ 800 triệu đồng, một căn siêu phẩm nhà đẹp ngang 5 dài 15. Số công nhận đủ không lộ giới tí nào. Đất phân lô quá đẹp luôn. Đấy, anh chị nào thích nhà ngang 5 tầm hơn 6 tỷ, chúng ta hãy gọi trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng để được đi xem ngay căn siêu phẩm nhà đẹp này nhá. Căn nhà quá chi là đẹp mắt, quá chi là sang trọng, đẳng cấp. Cầu thang ốp đá trắng chạy đèn led. Tường thì chúng ta sẽ được dán giấy. Lầu 1, lầu 2 thì thiết kế giống nhau. Trong phòng ngủ thì được ốp ra sàn gạch 60, có cửa gỗ sồi Nga và có tặng lại giường, tủ quần áo, kệ tivi, nệm, ga giường. Chưa có máy lạnh nha. Tường ốp nhựa PVC và dán giấy nha anh chị. Có rèm cửa rồi. Đấy, một căn nhà ngang rất là to, rộng rãi, thoáng mát. Hướng Tây Nam nha, Tây Tứ Trạch. Ban công đúc 1m2, cửa nhôm Sinfa. Đấy, khu đồng bộ quá là sang luôn. Khi anh chị mua thì chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Đấy, nội thất cũng sắm gần đủ hết rồi. Đây thì điện âm, khu nhà điện âm quá đẹp, bồn cầu khối hàng inox này, lavabo và gương led, vách kính và sân thuyền, gạch ốp cao đụng trần, có quạt hút phía bên trên. Phía sau chúng ta có cửa sổ nha. Phòng số 2 này thì phía sau có cửa sổ nha anh chị. Đây, quá đẹp luôn. Giá chỉ có 6 tỷ 800 triệu đồng. Một em siêu phẩm nhà phố vừa mới làm xong. Có đường ống sẵn, đường ống máy lạnh, cáp truyền hình, wifi có hết rồi. Giá quá là hợp lý luôn. Trệt lửng 3 lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh, có phòng thờ,
sân thượng trước trồng cây và khoảng không gian phòng giặt và phòng xông hơi tích hợp với nhau. Đường 10m xe hơi đậu trước cửa nhà thoải mái nha. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Ở đây thì quá là rộng rãi, phòng to tướng luôn. Giá tiền cực kỳ rẻ nha quý vị. Đấy. Toilet riêng mỗi phòng, ngang 5, dài 15m. Diện tích quá là lý tưởng luôn. Phòng số 4 này thì chưa làm nội thất, phòng trống nha. Quý anh chị, cô chú khách hàng nào thích quan tâm đến Em Nhà Đẹp hãy gọi trực tiếp về tới bên Nhà Đất Bắc Hưng. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới. Và di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, sân thượng trước, phòng xông hơi với lầu 3. Trên đây thì cũng được ốp gạch sạch sẽ rồi. Đấy, phòng xông hơi đằng sau này thì có một cái máy khu vực xông hơi ướt 485, khu vực đi vệ sinh. Đấy, có cầu thang sắt di chuyển lên trên sân thượng phía trên, đúc hết bên trên luôn nha. Ở đây thì vừa giặt vừa phơi đồ, vừa làm phòng xông hơi được luôn. Và phía trước sẽ là phòng thờ và sân thượng trồng cây cho anh chị. Phòng thờ ở đây thì khá là rộng và lớn nhá. Sân thượng trồng cây của chúng ta thì đã được làm mái. Đấy, trồng cọ và phát tài núi. Video của Bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.